Con đường nghịch thiên tập 49 Lúc bây giờ, áo nghĩa trong đại la trận điển cùng dịch thiên cơ sàng đạo Pháp trong lòng của hắn chậm rãi hiện lên. Trận đại áo nghĩa ở thời khắc này trở nên vô cùng tinh tường Khương Tư Nam không ngừng lợi dụng tinh thần trị lực, ngưng tụ ra trận Pháp cùng những thế chấp kia chiếm cùng một chỗ. Đôi quang mãnh liệt mênh mông vô tận. Trên hư không, thân ảnh của Khương Tư Nam tựa như tuyệt thế chiến tiên, phiêu giật xuất trần cùng thần lôi lồi thú đại chiến Ký tượng kinh người vô cùng khủng bố ha 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 tiền bối ta liền nói tiểu sư đệ thiên phú tuyệt luân làm sao có thể sẽ ở trong những thiền lùi toi mạng chứ cái loại trang diện này thật đúng là để cho người ta nhiệt huyết dối trào dịch Phi nhếch miệng cười ha ha trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống chung quanh bọn người long thu nguyệt người hoa long vẻ mặt lo lắng trên mặt cũng chậm rãi tán đi lộ ra khiếp sợ vui sướng cùng thần sắc vui mừng bọn hắn như thế nào nhìn không ra khương tư nam hôm nay chiến lược đã có một chất tăng lên vậy mà có thể là hóa tinh thần chi lực cho minh dung trực diện những đôi đình hủy diệt kia đưa vào cơ thể Vạn tượng thần lôi kia coi như là bọn hắn cũng cảm giác được kinh hồn tán đảm thần hồn run rẩy lên chỉ có dịch thiên cơ vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào lối hải trên hư không trong ánh mắt ngưng trọng giảm xuống nhưng cũng chưa toàn bộ tán đi trên người Cương Tư Nam lập tức có hai đạo kiếm quang sáng chói xông lên trời. Một thanh tử sắc thần kiếm lượn lờ lấy phòng lồi xu thế, một thanh thần kiếm kim sắc phòng cách cổ xưa mà thần bí, phẳng phất như ẩn trước phủ văn vũ hóa phi tiên, một tím một kim đan vào, kiếm mình kinh thiên. Khương Tư Nam hai tay cầm kiếm, toàn thân lập tức tản mát cho mũi nhọn vô tận, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lang lệ ác liệt hơn. Phong lối kiếm cùng thay sơ kiếm nơi tay hắn lập tức có một loại tìm tưởng chém hết thiên hạ. Phanh phanh. Thân ảnh của hắn mở ảo, mang theo cực tốc. Ở trong biển lôi tung hoành, thần kiếm chặt đứt từng tia trước, cùng bốn thanh thú chiến lại với nhau thành một đoàn. Thần kiếm lo con, kiếm khí phản trượng, chiếu sáng trừ thiền vạn giới, phong thích thần bang vô tận. Ở trong biển lôi, không ngừng diễn biến ra các loại sinh linh, thần bí mà cường đại, hoàn toàn bao phủ lễ khương tư nam tự nhiên là tiên địa hòa lò bốn triệt để vay mở hắn. Khương Tư Nam bất khuất, cầm kiếm mà chiến, khi thế như cầu vồng, trảm những sinh linh kia thành phấn vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ sáng chói. Cuối cùng hắn há miệng thùn phệ, nuốt tất cả mảnh vỡ vào trong bụng. Lôi hành như trước bạo ngược, phản tượng thần lôi sáng chói mà áp lực, hình thành vô số trật tự thần điên, như là thần long gào thét, không ngừng trấn giết về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà những lôi thú có linh tính kia bị khương tư nam chém giết khi thức khủng bố của phiến đôi hải này rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều mặt thân ảnh của khương tư nam đứng ở trong biển đôi hải toàn thân hơn vạn trượng không gian huyệt khiếu phóng ra kim sắc thần mang hơn nữa mượn nhờ chu thiên tinh thần quang trụ ngăn cản những thần đôi kia xâm nhập một màn này lại làm cho hết thảy mọi người cơ hồ trợn tròn con mắt thần đôi khủng bố tất cả mọi người trông thấy được cách như xa như vậy cảm nhận khí thức hủy diệt kia, sắc mặt cũng trắng bệch, nội tâm cũng run rẩy lên. Nếu trực diện phiến lôi hải kia, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi giết thành tro bụi. Nhưng mà Cương Tư Nam chẳng những ở trong biển lôi hải đại chiến, hơn nữa nuốt lôi vào trong bụng. Tình hình như vậy xem ở trong mắt mọi người đều không thể tin vào hai mắt của mình. Ta, ta không có nhìn lầm, Cương Sư Huynh vậy mà nuốt lôi hải vào trong bụng có thể ở đột phá pháp thiên cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy toàn bộ đại la Tiên tông cũng chỉ có khương sư huynh thôi ngay cả ngư hóa long sư huynh cũng ngừng tụ ra kim đan cửu phẩm ta càng thêm hiếu kỳ khương sư huynh có thể ngưng tụ thành kim đan phẩm chất gì đâu đây còn phải nói sao nhất định là kim đan cửu phẩm rồi động tĩnh lớn như vậy thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử cũng bị kinh động đại la Tiên tông chân truyền đệ tử chính là thiên tài đột phá anh thiên cảnh từng cái đều là chiến lực vô cùng cường đại. Địa vị có thể so với trưởng lão đều có hy vọng trưởng thành cường giả siêu cấp. Ở trong ngư không, ngoài thiên đạo phong, mười thân ảnh trẻ tuổi đang không và đứng. Nữ có, nam có, nam anh vị bất phàm tuấn giật như rồng, nữ dùng nhàn tuyệt lệ như tiên tử lâm trần. Trong đó có vương lân, mặc kỳ lân bào, còn có long ngư tuyết, một thân quần trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, phong hòa tuyệt đại. Chứ vì sư đệ sư muội cương thư nam này dẫn phát ra dị tượng không giống như là tu luyện thần thông gì cũng không giống như đột phá thật sự là để cho người ta kinh ngạc đấy một thanh niên 20 tuổi cười nói hắn ra người kiện tráng như rồng thân mặc thất tinh đạo vào như là tinh thần thần bí mà mơ ảo khoe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa ẩn ẩn đứng đầu trong mọi người ngọc hành sư huynh ngươi là người thứ hai trên thiên cương bảng ngay cả người cũng nhìn không ra cương thư nam là loại trạng thái nào sao? Bất quá tiểu tử này mới vừa vào đại la thiên tông chúng ta không lâu, liền liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là có chút không an phận đấy. Một thanh niên dáng người thon gầy, khí tức toàn thân âm lãnh nói ra. Ánh mắt của hắn phảng phất như độc giả, lá ra hàn quang, để cho người ta xem xét liền thấy sợ. Người này là người xếp vị trí thứ mười trên thiên cương bảng, nguyên thiên xà. Tục truyền đã nhận được thượng cổ thiên xà trí tôn truyền thừa, một thân tu vi thần bí khó lường, không ai dám đối chọi trực diện với hắn ta. Tiểu từ này quả thật có chút không an phận. Ta xem hắn là muốn mượn đột phá pháp thiên cảnh đổi danh, tạo ra một ít động tĩnh làm náo động. Đạo tâm không kiên định như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề thôi. Vương Lân cũng lên tiếng phụ họa. Hắn bây giờ nhìn Khương Tư Nam một chút cũng không có vừa mắt. Không đói tiểu Từ này, chống đối để nhất thái thượng trưởng lão hơn nữa hắn còn làm hại vương lân thua lòng cường tuyết một khối thái âm huyền tinh vương lân vốn là cũng không phải là người lòng dạ rộng lượng gì tự nhiên đối với cường từ nam rất là khó chịu vương sư huynh loại văn tượng thần đôi này chỉ sợ coi như là người cũng làm không được dễ dàng thoải mái như hắn thậm chí nuốt lôi vào trong bụng chắc thanh âm của lòng cường tuyết lạnh như băng truyền đến đôi mắt đẹp của nàng lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt không có nhìn vương lân chỉ nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Lân người cũng không nhất định có thể thừa nhận loại thần lôi trình độ này. Có tư cách gì nói Khương Tư Nam làm náo động chứ? Sang mặt của Vương Lân có chút khó coi, lạnh thông nói. Lòng sư muội nói như vậy là có ý gì? Tiểu tử này chẳng những thích làm náo động, còn dám mở miệng chống đối để nhất thái thượng trưởng lão, bất tuần trưởng bối, dị hạ phạm thượng. Dùng ta xem, dù thiên tư không thể, nhưng mà phẩm hạnh bất lương đối với đại la thiên tông ta cũng không phải là chuyện tốt lành gì long ngưng tuyết căn bản không có để ý đến hắn ánh mắt vẫn nhìn cương tư nam đây là trắng trợn bỏ qua để cho vương lân nhịn không được có chút lửa giận lập lè vương sư đệ long sư muội không nên tranh chấp cương tư nam này xác thực bất phàm nhưng mà hắn tu luyện loại bí thuật kia Tha ẩn ẩn phát giác chỉ sợ có đại hùng hiểm chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thôi Ngọc Hành cười nhạt một tiếng, lên tiếng khuyên giải. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tinh thần quang trụ, quanh thần Khương Tư Nam, ẩn ẩn hiện hiện, hiện lên một tia lửa nóng. Hôm nay Khương Tư Nam xếp bằng ở trong biển lôi nuốt lôi vào bụng, toàn thân thống khổ cực hạn. Những mảnh vỡ tiền chớp kia tuy bị đánh tan tinh tính, nhưng mà vẫn là đôi đình tinh thuần nhất cùng với bạo ngược nhất. Tạng phủ chính là địa phương mềm mại nhất trong cơ thể. Dù Khương Tư Nam khí lực cường đại, nhưng mà nút lôi vào bụng vẫn bị điện mang bổ thất tiên bát đạo trong miệng toát ra khói xanh hảo tiểu tử làm không tệ kế tiếp đưa những lôi đỉnh này vào trong huyệt khiếu hơn nữa phóng ra thần hồn của ngươi chịu đựng lôi hải rèn luyện yên tâm đi lúc này đây ta sẽ bảo hộ người chu toàn long hoàng cũng vô cùng hưng phấn nói lòng trào vùng vậy so với khương tư nam còn kích động hơn nữa khương tư nam nghe vậy thì gật đầu ngay sau đó chu thiên thôn lôi thuật lúc trước hắn đã sớm tìm hiểu thấu triệt biết rõ hiện tại đến một bước mấu chốt nhất nuốt lôi vào trong bụng tuy phải chịu được đau nhất kịch liệt nhưng còn không phải là trọng yếu nhất đâu quan trọng nhất là lôi đình tôi hồn để thần hồn từ trong thức hải đi ra tiếp nhận lôi đình rèn luyện ở trong biên giới sinh tử nhận thức tạo hóa trì lực loại tạo hóa trì lực này cũng có thể xưng là luân hồi trì lực truyền thuyết luân hồi là lực lượng vĩ đại nhất ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt thời gian cấm kỵ. Ở dưới loại trạng thái này, trong thiên địa, tất cả bản nguyên tạo hóa đều hiền hóa, có thể dễ dàng bị tìm hiểu ra. Chủ thiên thôn lôi thuật chính yếu nhất là truy cầu ở thời điểm luân hồi chỉ được hiền hóa, trong tích tắc hiểu ra, lĩnh ngộ áo nghĩa của vạn đạo thần thông. Trong cơ thể, điện mang vô tận tàn sát bờ bãi, truyền đến thống khổ tây tâm liệt phế, phảng phất như cả người bị tia chớp đánh thành vô số mảnh vỡ, Cường từ Nam nhíu mày, ánh mắt kiên định, mặc cho thống khổ đánh úp lại, bất động như núi, bắt đầu dẫn dắt tất cả đôi đình chi lực nhét vào trong không gian huyệt khiếu. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng thích thần hồn của mình ra. Thần hồn của hắn sáng chói chói mắt, ở trong thức hải, thoạt nhìn cùng hắn không xê xích bao nhiêu, nhưng mà từ huyệt thiên đỉnh xuất hiện, liền biến thành cao một tấc, như cương từ nam phiên bản thu nhỏ, kim quang vạn đạo cực kỳ thần kỳ khi thần hồn của hắn vừa xuất hiếu, hắn liền không nhìn được run rẩy đội tâm bao phủ một bóng mờ tử vong thiên uy mênh mông thật sự quá cường đại hắn chỉ là tiểu tu sĩ còn không có đột phá pháp thiên cảnh không có luyện thành nguyên thần thần hồn tự nhiên không thể lâu dài dừng lại ở bên ngoài thân hình tuy nhục thể của hắn vô cùng cường đại nhưng mà thần hồn vẫn rất là yếu ớt chỉ cần một tia chớp cũng có thể để cho hắn hồn phi phách tán cho nên ở một bước cuối cùng này cũng là một bước hùng hiểm nhất. Hơi không cẩn thận sẽ vặn kiếp bất phục ngay. Ông ông! Một đạo hào quang sáng chói lập lòe, Long Hoàng hòa tan lòng linh tinh tủy, hóa thành hào quang bao trùm lên thần hồn của Cương Tư Nam, như là mặc một tầng quần áo. Loại cảm giác khủng bố kia liền suy yếu đi rất nhiều. Lòng linh tinh tủy biến thành hào quang, phản vất như là một tấm lưới rậm rạp trăng chịt, hoặc như là một đạo kết giới, truyền ra ký thức thần thánh ôn hòa tầm bổ cho thần hồn, đồng thời đối kháng thiền lùi ở ngoại giới tẩy lễ. Oanh một tiếng, khi thần hồn của Khương Tư Nam xuất hiện trên đỉnh đầu, phiến lôi hải lập tức cuồng bạo, lôi quang vạn trượng, tia sáng gai bạc sáng chói, mãnh liệt gầm thét vọt tới, muốn chỉ để phá hủy thần hồn của Khương Tư Nam. Tuy nội tâm của Khương Tư Nam ngăn không được run rẩy, đây là một loại bản năng kính sợ đối với lực lượng thiền địa to lớn. Nhưng mà hắn vẫn kiệt lực để cho mình bảo trì thanh tĩnh, thu nhiếp thần hồn, bắt đầu vận chuyển chu thiên tôn lôi thuật, tiến hành một bước lôi đỉnh tôi hồn cuối cùng. Những lôi đỉnh mãnh liệt kia, nhưng mà thời điểm tiếp xúc đến thần hồn của Cường Tử Nam đã bị long linh tinh tủy biến thành hào quang quá lạ. Chỉ có từng sợi lôi quang thật nhỏ như là con rắn nhỏ rời rạc, xuyên thấu khe hở của hào quang kích lên thần hồn của hắn. Đau nhức, đó là một loại đau nhức kịch liệt, để cho người ta chết đi sống dậy. Toàn thân của Khương Tư Nam giật mình, thần hồn đau nhức kịch liệt từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất như muốn để cho hắn bất tỉnh. Hắn cắn răng để cho mình bảo trì trạng thái không vui không buồn, bắt đầu mượn nhờ lôi đình rèn luyện thần hồn của chính mình. Điện quang lập lòe tứ phía, từng điểm từng điểm, phảng phất như là hỏa diễm nhỏ yếu nhất trên kim sắc thần hồn của Khương Tư Nam, thậm chí có một tia khí lưu màu xám cực kỳ nhỏ bé bị điện mang oanh thành hư vô khiến cho hắn đau đớn kịch liệt đây là tự khí cùng tạp chất trong thần hồn tu trần giả cùng trời tranh mệnh thời các cuối cùng phải trải qua lôi đỉnh vô tận mới có thể vũ hóa phi thiên người hôm nay sớm đã trải qua lôi đình tôi hồn đối với người về sau có rất nhiều chỗ tốt thu nhiếp tâm thần phía dưới lôi đình sẽ càng thêm dữ dằn hơn long hoàng lên tiếng giải thích long thân khổng lồ phiên cổn hào quang tỏa ra phản trượng trong miệng nói lầm bầm mấy câu long trọng kết ấn ký thần bí phản sướng vô cùng hùng vĩ vang lên hơn nữa đôi căng những lôi đỉnh dữ dằn kia mượn nhờ lực lượng thần bí của long linh tinh tủy khiến cho những lôi đỉnh kia trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không còn trực tiếp đuổi giết xuống nữa oanh lại là vài quang điện đánh úp lại ở dưới long linh tinh tủy bảo vệ thân hồn của Khương tử nam không đến mức đụng phải đuổi giết trí mạng nhưng mà loại đau nhức kịch liệt không cách nào nói ra kia lại làm cho hắn cơ hồ muốn điên đi lôi hải mãnh liệt sôi trào trời tử thần liên đan vào nhau điện xa cuồng bạo sáng chói chói mắt thân ảnh của khương tư nam hoàn toàn bị bao phủ rồi mọi người chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến thân ảnh của khương tư nam nhưng không cách nào chứng kiến hắn lợi dụng lôi đình rèn luyện thần hồn tất cả mọi người cho rằng khương tư nam là ở trong lôi hải rèn luyện thân hình mỗi một cái đều sợ ngay cả người loại vạn tượng thần lôi này thật là bá đạo không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan bị oanh giết thành cạn bã nếu bọn họ biết khương tư nam không chỉ rèn luyện thân thể càng đang dùng lôi đình tôi hồn không biết sẽ là loại vẻ mặt nào trên đỉnh thiên đạo phong Vạn chúng chú mục tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trong lôi hải loại lôi đình tôi hồn thống khổ khương tư nam chịu đựng ba ngày ba đêm ở trong thời gian dài, buồn chán ấy, thì có rất nhiều lần hắn cơ hội kiên trì không được, nhưng mà cuối cùng vẫn dựa vào tín niệm trong lòng nhận lấy hẳn xuống. Ba ngày trôi qua, thân hồn của hắn thoạt nhìn rút nhỏ một vòng, nhưng mà càng thêm gương thực, có một loại bảo quang nội liễm tản ra một loại ký thức thần bí. Đến cuối cùng, thân hồn kim thân phải bà trực tiếp há miệng, nuốt những điện quang rừng rực kia vào, tranh chuyển rách tử khí cùng tạp chất bên trong trở nên lưu ly không rảnh, gần như là viên mãn. Toàn thân của Khương Tư Nam hoàn mỹ, tinh thần chi lực cùng lôi đỉnh chi lực, phảng phất như lẫn nhau khát vọng, tạo thành tương đạo quan điểm sáng chói. Hơn vạn quan điểm tầm đó có một loại liên hệ thần bí như một tinh hà thế giới. Mà thần hồn kim thân ở chính giữa, như là chư thiên thần vương, lộ ra càng thần bí cùng uy nghiêm hơn. Tiểu tử, có thể ở một bước cuối cùng luân hồi chi lực, cầm gỗ vạn đạo thần thông áo nghĩa hay không và nhờ vào chính ngươi rồi điểm này coi như là ta cũng không thể giúp được ngươi ngươi phải cẩn thận đấy thanh âm mỏi mệt của long hoàng truyền đến lòng thần vô cùng khổng lồ của hắn giờ phút này toạt nhìn cực kỳ suy yếu học quang ảm đạm xuống ba ngày ba đêm này hắn cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng mới bảo vệ được thần hồn của cương tư nam ở trong lôi đình không hủy có thể nói là vô cùng hung hiểm đã tạ Long Hoàng tiền bối, kế tiếp liền giao cho ta đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước ấm. Ánh mắt nhìn về phía tinh hà chung quanh, còn có lôi hải bạo ngược, lộ ra thần sắc kiên định và tự tin. Đoanh! Tất cả lực lượng của Long Hoàng triệt hồi. Thân thể thần hồn của Khương Tư Nam lập tức bạo lộ ở trong tinh hà viền lôi. Một loại khí tức khủng bố, đại hủy diệt tràn ngập phóng đến. Lôi hải mãnh liệt bành trướng, hào quang vạn đạo, tinh hà thế giới cũng hết sức sáng chói lẫn nhau đan vào cùng một chỗ tự nhiên là một lần nữa diễn biến hỗn độn khắp nơi đều là thần mang hoa mỹ đồng thời trấn áp về phía khương tư nam khương tư nam mặt không đổi sắc vận chuyển chu thiên thôn đôi thuật quanh thân phản không gian huyệt khiếu phóng ra vô lượng quang bảo vệ thần hồn kim thân ở chính giữa hơn nữa tạo thành một loại đại trận thần bí chu thiên nhất thể bảo trì một tia linh quang bất diệt cuối cùng này cũng là chỗ mấu chốt nhất cầm ngỗ luân hồi chi lực cũng là một bước ẩn chứa đại khủng bố nếu kiên trì không được chẳng những thất bại trong quan thức hơn nữa thân hình cùng thần hồn toàn bộ đều bị tinh hà cùng lôi hải vô tận chôn vùi trên hư không biến hóa cũng đưa tới mọi người phía dưới chú ý trên mặt dịch thiên cơ ít có lộ ra thần sắc lo lắng dùng ánh mắt của hắn sao lại nhìn không ra khương tư nam đã đến khẩn yếu trước mắt một bước hùng hiểm nhất, vượt qua thì xông lên chín tầng trời, bước không qua thì thân tử đạo tiêu. Từ Nam gắng chịu đựng. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, cảnh tượng hùng vĩ chè đậy hết thảy. Mọi người thấy thần lôi rầm rầm rớt xuống, còn có tinh hà tôn hoành gào thét, trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Hừ, ta cũng không tin người có thể kiên trì được. Cái loại thần lôi trình độ này đến cuối cùng người nhất định sẽ bị oanh giết thành cặn bã thôi. Chu Hạo mang trên mặt sự tràng nhã, nhưng trong lòng thì ghen ghét nổi giận. Dựa vào cái gì mà Khương Tư Nam có thể phản chúng chú mục như vậy? Dựa vào cái gì mà một tên giao hỏa từ địa phương nhỏ bé đến thì có vận khí tốt như thế? Nói cho cùng, bất quá là có một sự tồn tốt mà thôi. Hắn đem hết thảy đều quy hết cho dịch thiên cơ bàn cho Khương Tư Nam tạo hóa. Bọn người dịch phi, lòng thủ nguyệt, người hoa long tuy nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ cũng biết, ba ngày này tu luyện, chỉ sợ đã đến một bước mấu chốt nhất trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng rầm rầm trong biển lôi cả người khương tư nam trừ chết đi không có một chút khí tức sinh mệnh chỉ có quanh thân phản huyệt đạo tương liên hình thành đại trận thần bí bảo vệ lấy thần hồn kim thân một chút linh quang hắn không có chống cự chút nào mặc cho lôi quang trút xuống tình hà trụy làm những uy hiếp tử vong kia xông lên đầu hắn ở trong tối tăm cảm giác được mình giống như thật sự đang chết đi. Trung quanh là hắc ám vô tận, liếc không trồng đến đầu, tịch diệt mà trống trải, chỉ có trung quanh vạn đạo quang mang điểm điểm tản ra chấn động nhu hòa. Lại nói tiếp nữa, Khương Tư Nam đã là người chết qua một lần rồi. Năm đó, bị Hoàng Thiên Hoa đánh rớt xuống vách núi, vừa vặn hồng bông tạo hóa tháp thức tỉnh, dùng bản nguyên trì lực vì mình cải tạo thần hồn của mình, để cho hắn thiết thiết thực thực nhận thức được cảm giác ở thời khắc sinh tử ấy. Hôm nay cái loại cảm giác này lại tái hiện. Hắn không có sợ hãi, chỉ là lạnh nhạt, lặng lặng nhìn xung quanh hết thảy. Trên đỉnh thiên đạo phong đã qua bảy ngày bảy đêm. Lôi hải công tinh hà đã yên lặng hẳn xuống. Tuy hào quang sáng chói ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, để cho mọi người căn bản không thể nhận ra tình hình bên trong đó. Nhưng mà người tu vi cường đại đều có thể phát giác ra được khi thức sinh mệnh trong đó từng điểm từng điểm đã biến mất, đến cuối cùng triệt để tiêu tan. Khương Sư Huynh không phải là chết rồi chứ? Có người khiếp sợ, mang trên mặt thần sắc không dám tin. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, nhìn trước không cách nào cảm giác được một chút khí thức sinh mệnh của hắn. Chắc có lẽ là không đâu. Trước kia lôi đình cùng tinh hà giữ rắn như vậy, cũng không làm gì được Khương Sư Huynh, làm sao có thể sẽ ngã vào một bước này chứ? Con người không xác định nói, nhưng mà ký tức tánh mạng của hắn triệt để biến mất, phảng phất như không còn tồn tại ở thế gian, hòa tan vào trong hư không rồi. Nhưng mà phiên đôi hải kia vẫn còn, nói cho Khương Sư Huỳnh vẫn còn sống, chỉ là ta căn bản nhìn không ra, đây rốt cuộc là loại bí pháp nào, vậy mà sẽ hùng hiểm đến như thế. <laughs> ta nhìn Khương từ Nam này đã là nỏ mạnh hết ta rồi, dù còn có một hơi thở, cách cái chết cũng không xa đâu. Mọi người kỳ luận nhau nhau, điều không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Giờ phút này, đại đa thiên cung trung ương nhất, một thân ảnh nho nhã, ở trong hào quang thuần dương vô tận, mở ra con đường thâm thúy, như ẩn chứa vạn vật sinh diệt, mênh mông vô tận. Khương từ Nam Khương Tư Nam, loại bí pháp này tựa hồ là viện cổ long tộc bí thuật, dùng nhân thân cưỡng ép tu luyện. Nếu có thể thành công, chỉ sợ có thể nói chấn nhiếp cổ kim. Đáng tiếc, thời gian của ta không còn nhiều rồi chung quanh đại la thiên cung chính tòa sơn phong quay chung quanh trong đó một ngọn núi mênh mông hùng vĩ là thiên phong trên núi linh khí dồi dào có phổ số chỉ lan tiên thảo tiên hạc linh vượn phi bọc suối chảy bảo được lão đẳng vườn quanh thì khí tượng phi phàm trong đại điện ánh mắt của đế nhất thánh lộ ra một tia cười lạnh dùng nhân thân tu long tộc bí pháp cuồng vọng và tự đại một bước này nếu như người kiên trì không được lão nhân dịch thiên cơ kia chỉ sợ sẽ bị đả kích lớn. Nhưng mà nếu như ngươi có thể kiên trì được, chỉ sợ có khả năng uy hiếp được địa vị của đế nhất, ta liền không thể lưu ngươi lại rồi. Ánh mắt của hắn đầy khí phách, mơ hồ lộ ra một tia sát cơ. Trong vài ngọn núi khác, đều nhao nhao có người xả ký tức ngập trời, mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía thiên đảo phong, thần sắc khác nhau. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Cương Tư Nam đã gặp bất trắc, trên hư không bỗng nhiên nổi lên biến hóa, đoanh ở trên hư không đột nhiên có cánh hoa rời xuống long lánh và sáng chói thoạt nhìn như tiên đạo chi hoa một mảnh lại một mảnh tàn ra hào quang thần thánh đoán lấy lại tuôn ra hoa sen kim sắc một đóa lại một đóa cắm rễ ở chỗ sâu trong hư không chập chờn sinh tư ở trong tinh hà cùng lôi hải ẩn hiện sáng chói chói mắt như hỏa diễm lưu động thần hy thiên hòa loạn trụy địa dũng kim liên chứng kiến loài dị tượng này tất cả mọi người nhảy dựng hình như là nghĩ tới điều gì trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động thiên hoa đoạn trụy địa dũng kim liên loại dị tượng thần thánh này chỉ có đại năng đột phá mới có thể nhìn thấy cái này đây đây là đây là cương tư nam muốn đột phá sao có người kinh hồ một tiếng vừa lúc đó phương viên trầm dặm linh khí đều bạo động tịch cuốn tới tụ về phía đỉnh thiên đạo phong ngày sau đó phóng xạ đến ngàn dặm mà cho đến vạn dặm linh khí đều chen chúc lao tới. Trên đỉnh thiên đạo phong phẳng phất, nhiều hỗn độn tràn ngập, từ đó bắn ra phản đạo hào quang. <laughs> Tiểu sư đệ tu luyện bí pháp viền mãn, giờ phút này dựa thế đột phá. Dịch phi hưng phấn không thôi, hà hà phá lên cười. Thân sắc lo lắng trong ánh mắt của mọi người đều quét qua quét sạch, lộ ra thân sắc kích động. Ngay cả dịch thiền cờ cũng cười nhạt một tiếng, lắc đầu, thân hình phiêu nhiên mà đi hôm nay đại cuộc đã định cương tư nam đã đột phá là ván đã đóng thuyền trong hư không cương tư nam xếp bằng ở trong vân hà kim sắc toàn thân dâng lên thần hy kín lành lượn lơ tựa nhìn là một kim cương thần vương lù lù bất động <laughs> hảo tiểu tử chu thiên thôn đôi thuật này rốt cuộc bị người tu luyện thành công hiện tại tăng ngược lại bắt đầu hoài nghi người có thể ngưng tụ ra kim đan phẩm chất gì rồi long hoàng thấy thế thoải mái cười to thân thể cao lớn lan lộn lăn qua lăn lại cực kỳ là đắc ý có thể nói ở trong tay của hắn hoàn thành tiền phòng hạng nhất chẳng những thấy tận mắt có người tu luyện thành công chu thiên thôn thôi thuật hơn nữa còn là dùng nhân loại chi thân cũng không phải là long tộc quay miệng của cương tư nam cũng chưa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt, bảo tướng trang nghiêm trong lòng hắn cũng cực kỳ vui sướng trong bóng tối vô tận hắn cuối cùng nhất vẫn cảm ngộ đến một tia luân hồi chi quang tuy vẫn cảm giác rất thần bí, không biết phiến khu vực thần bí kia tồn tại cái gì, nhưng mà mượn nhờ luân hồi chi quang, phẳng phất như liếc nhìn vạn năm, hơn phản đạo thần thông áo nghĩa, giờ phút này hoàn toàn bị tĩnh ngộ đến viền mãn. Khí tức của hắn thoạt nhìn càng thêm mờ ảo mà lạnh nhạt, pháp lực trong cơ thể gào thét, kim quang sáng chói như một mảnh hải dương kim sắc. Ở sau đầu của hắn, chậm rãi hiện ra một viên thần dương kim sắc, hỗn quyền sáng chói phóng thích ra hào quang vô lượng. Đây là lực lượng trì nguyên của hắn, cũng là căn bản của hắn. Chỉ đập phòng thần dương này thoạt nhìn có chút bất đồng, phía trên lóe ra phủ văn vô tận. Hơn đã có hư ảnh thiên địa hư không, sông núi thảo mộc, nhận điều tiên ma, vô lượng tinh không, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Thần thông kim đan sao? Khoai miệng của Khương Tư Nam chứa đựng đủ cười thản nhiên, lập tức ngũ khí triều nguyên. Trong lòng ngực ngũ sắc thần quang sông lên tận trời, ở chung quanh thần dương lập tức xuất hiện năm đạo thần hoàn lẫn nhau xoay tròn chung quanh nhau sau đó thoạt nhìn cực kỳ thần dị trong nháy mắt thì đến được tình trạng ngũ phẩm kim đan hơn nữa nhìn bộ giáo mới chỉ đã bắt đầu tình hình của khương tư nam hôm nay ai cũng nhìn không tới tinh hà chung quanh hắn mềm mông lôi quang nhập biển cũng không có tán đi tự nhiên tạo thành một đạo kết giới phòng bế che đậy tất cả chấn động cùng dị tượng bên ngoài mọi người chỉ có thể nhìn thấy thiên hòa loạn trụy địa dũng kim liên nhưng không cách nào nhìn ra khương tư nam đến cùng đấng cưng tụ thành loại kim đan phẩm chất nào các người nói lúc này đây khương sư đệ sẽ cưng tụ ra phẩm chất kim đan hạng gì đôi mắt xinh đẹp của lòng thùng huyệt phát sáng lồng ngực cao ngất phập phồng thể hiện chân nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh <laughs> vậy còn phải nói sao có thể dẫn xuất khí tượng lớn như thế Tăng thêm đội tình của tiểu sư đệ Vô cùng thâm hậu Ta thấy nhất định là kim đan cầu phẩm rồi Dịch phi vô vỗ lòng ngực Cười hăng hát nói Lỗ ra cực kỳ có lòng tin Người hoa lòng cũng khẽ mỉm cười nói Kim đan cầu phẩm là không thể nghi ngờ Khương sư huynh có thể giúp ta Ngưng tụ kim đan cầu phẩm Hơn nữa bản thân đội tình vượt xa ta Loại tuyệt thế thiên tư này Nếu không cách nào ngưng tụ ra kim đan cầu phẩm Coi như là kim đan bát phẩm Cũng là ông trời mắt bị mù tất cả mọi người chấp nhận nhà gật đầu hôm nay khương tư nam uy cơ đi qua bọn hắn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bắt đầu suy đoán <laughs> kim đàn cửu phẩm nào có dễ dàng như vậy không phải thiên thời địa lợi nhân hòa là không cách nào ngưng tụ ra hắn vừa rồi ở trong lôi đình khẳng định làm bị thương bản nguyên tăng thêm hắn bất quá là một phàm thể ta thấy trông đỡ chết cũng là kim đàn thất phẩm thôi chú hạo nghe được mọi người nghị luận lạnh lùng nói nhưng mà hắn nói chuyện, ngữ khí rõ ràng cho thấy lực lượng chưa đủ. Ngay cả chính hắn cũng biết mình nói không có bao nhiêu lực lượng đáng tin. Trên hư không, trong đám chân nguyên chuyên truyền đệ tử, sắc mặt của vương lần có chút khó coi. Lòng gần tuyết thì lông mày nhẹ nhàng giãn ra. Tuy thoạt nhìn lại như băng, nhưng thật giống như có chút buồn lòng. Bọn người ngọc hành cùng quên thiên xả thì thần sắc khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Xăm xăm, phảng phất như một đạo thần lồi nổ tung hư không chấn đáng thần băng vô tận bắn về phía tứ phương chiếu sáng vô số thế giới thần dương kim sắc sau lưng khương từ nam một chút cũng không ngừng nghỉ kế tiếp tinh khí thần thiên hoa tụ đỉnh rủ xuống thần hy lại có tám đạo thần hoàn lập tức hình thành kim đàn bát phẩm loại tình hình này nếu người ngoài trông thấy chỉ sợ đã cả kinh đến trợn tròn cả mắt người khác ngừng tụ thần thông kim đan không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nào có như cường Tư nam này tuy tuy tiên tiện liền ngừng tụ thành tám đạo thần hoan nhưng mà loại khí thế hùng vị kia vẫn không có biến mất kế tiếp toàn thân cường Tư nam bắt đầu phát ra hào quang vô tận trong vạn không gian huyệt khiếu hoạt diễm kiếm sắc dần lên như hơn vạn núi lửa đồng thời bộc phát để cho tinh hà chung quanh run rẩy hồng bông tạo hóa kinh giờ các này phảng phất như đã thức tỉnh dậy phong ra khí thế vô tận bá tuyệt thiên hạ duy ngã độc tôn ngay cả thuần dương ngọc hoàng kinh lưu lại dấu vết cũng bắt đầu liên tiếp bại đuôi phảng phất như loại pháp lực này không dùng ở trong cơ thể khương tư nam muốn bị khu trục ra ngoài thuần dương ngọc hoàng kinh là tổ tiên khương gia lưu lại công pháp từ hậu thiên cảnh đến tồn thiên cảnh tất cả đều có tuy không bằng hồng mông tạo hóa kinh nhưng cũng là một loại công pháp vô thượng hôm nay lại bị khu trục ra ngoài rồi nó tự nhiên không chịu. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam bắt đầu bành trướng, cùng hồng vong tạo hóa kinh chống lại, một vực trong coi trận địa của mình. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong huyết mạch của Khương Tư Nam, phảng phất như có một loại lực lượng dường cường thức tỉnh, để cho thuần dương ngọc hoàng kinh khí thế đại thịnh, vậy mà ẩn ẩn có xu thế chống lại hồng bông tạo hóa kinh. Cuối cùng, hai kinh văn vô thượng cũng không có làm gì được người kia, nếu chậm rãi yên lặng hẳn xuống, Pháp được trong cơ thể Khương Tư Nam càng thêm cô đọng hơn, tựa như đại hải kim quang, ngập trời bùng bùng, đột nhiên bay lên, ở sau đầu của hắn, đạo thần hoàng thứ 9 lập tức hình thành. Chín là cực hạn, cũng là cực hạn mà vô số tu chân giả truy cầu, nhưng đã rất khó đạt được, bởi vì kim đan bát phẩm cùng kim đan cửu phẩm, mặc dù chỉ kém một tia, nhưng mà ngày đêm khác biệt. Giờ các này, kim đan cửu phẩm lại hiện ra thế gian, để cho phong phần biến sắc, lôi hải gào thét lao nhanh, tinh hạ thế giới lay động. Kim đan cửu phẩm, cực hạn viên mãn, ở trong một cảnh giới có vô số thần diệu. Từ đó Khương từ Nam có thể hoành đầy hết thảy địch nhân trên thế gian, không bao giờ sợ bất luận thiên tài nào cùng cảnh giới nữa. Nhưng mà kim đan cửu phẩm là cực hạn sao? Ta cảm giác không còn có dư lực, có thể có kim đan thập phẩm hay không? Khương từ Nam thì thảo tưởng nói, trong ánh mắt lộ ra thần bang sáng chói, dạ tâm nhìn một phát là thấy hết thì ra hắn cho tới bây giờ không có chuẩn bị đứng ở tình trạng kim đan cửu phẩm càng muốn nghịch thiên mà đi khi đạt tới kim đan thật phẩm chưa từng có ai làm được kia chín là cực hạn mười là viên mãn nhưng mà nhân lực có hạn mà lực lượng thiên địa vô hạn bởi vậy tu dân giả truy đuổi đại đạo là vĩnh viễn không cách nào đạt đến mức tận cùng viên mãn dù sao mỗi người cũng không phải là viên mãn không sứt mẻ muốn mạnh mẽ truy cầu viên mãn không khác gì nghịch thiên mà đi cái gì? Người về mà muốn ngừng tụ kim đan thập phẩm sao? Long Hoàng cũng đã bị chấn kinh rồi. Không ngờ tới cường Tư Nam xã tầm lớn đến như thế. Tiểu tử à, ta có thể minh xác nói cho người biết. Kim đan thập phẩm căn bản không thể đạt được. Đó là một cảnh giới truyền thuyết. Coi như là chân tiên hạ phàm cũng không cách nào làm cho người ngừng tụ kim đan thập phẩm. Cái này là quá khó khăn. Trong lịch sử, tất cả thiên tài muốn ngừng tụ kim đan thập phẩm đến cuối cùng đều thất bại thậm chí còn bị hủy đạo cơ. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, bất vì sở động kiên định nói, tu chân là tu chân, là vì chân ngã, có ta vô địch. Ta mặc kệ tiền nhân như thế nào, cũng mặc kệ hậu nhân có thể làm được hay không. Ta tự dũng mãnh tịnh tiến, hôm nay là thời cơ tốt nhất, ta nhất định phải liều một lần, coi như là thất bại ta cũng không hối hận bao giờ. Đồng Hoàng căn bản không cách nào khuyên bảo hắn, chỉ phải thở dài một hơi kim đàn thập phẩm, coi như là ta cũng không biết đó là dạng cảnh giới gì. Nếu như người tâm ý đã quyết, ta cũng không cách nào ngăn trở, ngoại sự phải cẩn thận. Khương Tư Nam nhả gật đầu, khí thức toàn thân lập tức bành trướng. Hồng bông tạo hóa kinh, thần dương ngọc hoàng kinh. Hai đại tiên kinh bị hắn thúc giục đến cực hạn. Thần băng sông lên trời, chiếu sáng bốn vườn thiền địa. Khí huyết sắc vô cùng sôi trào, phảng phất như là thiêu đốt giờ phút này chiến đạo thần hoàn viên mãn không rảnh lẫn nhau vườn quanh cũng kiên cố hơn sắt thép cái bình cảnh trong tối tăm kia phẳng vất nhìn làm một đạo thiên địa chi môn thân phản không cách nào rung chuyển được thần lực của khương tương nam bành trướng phản huyệt đạo đồng thời bộc phát ra nhưng mà đối mặt với thiên địa chi môn lại có vẻ nhỏ bé đến như thế thời gian từng giọt từng giọt trôi qua pháp lực toàn thân khương tương nam đều bị kích phát đến cực hạn nhưng căn bản không cách nào mở ra. Đối mặt với thiên địa trì môn kia, giờ phút này Nhân lực lộ ra nhỏ bé như thế. Ta cũng không tin cước bộ của ta sẽ dừng ở đây. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một thần sắc kiên quyết và điên cuồng. Sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất như thiêu đốt, huyết dịch vô tận sôi trào, sóng cồn gập trời. Kế tiếp ngay cả thần hồn của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Tiểu tử, người điên rồi sao? như vậy thiếu đốt bản thân nếu như không thành công ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nam hoàng quá là sợ hãi liền cuồng thét lên không thành công thì thành nhân khương tư nam nhổ ra mấy chữ này cả người cũng bắt đầu thiếu đốt thần được vô tận phản phất như đột nhiên gia tăng lên gấp mười 10, gấp trăm khi thế như cầu vồng cao thét phóng về phía thiên địa chỉ một rầm rầm thân thể của hắn run rẩy thân hình vốn lưu lì không rảnh cũng bắt đầu rách nát hóa thành từng đạo quang vũ phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên tân hồn sáng chói thiêu đốt phóng ra vô lượng quang mang hắn không vui không buồn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên thiên địa chỉ một thời gian từng điểm từng điểm qua đi thanh âm rầm 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 vô cùng vô tận nhưng mà thiên địa chỉ một lại thủy chung đóng chặt phảng phất như thiên nhân lượng cách không cách nào lướt qua cấm kỵ đến cuối cùng thân hình cương tư nam rách mướp bị đau hỏa của bản thân thiểu trái đen, tinh thần thần hoàn tiêu hao hết đi, đã không có khí lực mảnh may nữa, phảng phất như muốn triệt để tuyệt diệt, biến mất trong thế giới này. Ta sắp chết rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, thân hồn cũng bắt đầu mơ hồ, phảng phất như muốn trầm luân. Oanh một tiếng, vừa lúc đó, một đạo khí tức mảnh bồng từ trong thân thể của hắn phun dũng ra, phóng lấy thần băng vô lượng, vĩnh hằng bất hủ tàn ra khí thế thần bí và cổ xưa. Khương Tư Nam chứng kiến, hào quang vậy mà như mọc thành phiến, không thể đỡ. Tiềm năng phản năng nhất cũng là bản nguyên nhất phóng ra, thiên địa trì bồn âm âm mở rộng. Ở sau đầu của Khương Tư Nam, thần sương kim sắc bao phủ chín thần hoàn, phóng ra thần bàng sáng chói. Thời điểm thiên địa trì bồn bị phá vỡ, đạo thần hoàn thứ mười lập tức ngừng tụ hình thành. Đạo thần hoàn thứ mười cực kỳ kỳ dị, phẳng phất như là một thế giới mênh mông có từng sợi tiên quang tràn ngập ra, sinh mệnh tinh hoa vô cùng khổng lồ hiện lên. Thân hình Khương Tư Nam, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, cũng không bao lâu, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Như tiền giới bị mở ra, khí lạnh bốc lên, hào quang sáng chói, bày biện ra một thế giới cổ xưa thần kỳ, ở trong đạo thần hoàn thứ 10 lập lè. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sinh ra kích động, đạo thần hoàn thứ 10 hình thành, cũng ý nghĩa hắn rút cuộc đột phá đạt đến kim đan thập phẩm chưa từng có ai làm được nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng đột nhiên lại nổi lên biến hóa thời điểm đạo thần hoàn thứ mười xuất hiện trên đạo thần hoàn khác đều có chút run run đến cuối cùng ầm một tiếng tất cả đều nứt vỡ tất cả thần hoàn hóa thành phủ văn sáng chói, rực rỡ tươi đẹp và trói mắt tất cả đều sáp nhập vào đạo thần hoàn thứ mười khiến cho thế giới trong đạo thần hoàn kia càng rõ ràng phảng phất như muốn tái hiện thế gian. Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt, vốn cho đã đạt đến kim đan thập phẩm, nhưng mà hiện tại chiến đạo thần hoàn khác nứt vỡ, chỉ còn lại có một đạo thần hoàn duy nhất. Tuy kim đan thần dương sáng chói, nhìn rất là thần kỳ, nhưng bên ngoài chỉ là kim đan nhất phẩm thôi. Lòng hoàng tiền bối, đây là chuyện gì thế? Khương Tư Nam lắp bắp nói, trong lòng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lòng hoàng cũng bị một màn này dọa cho sợ choáng váng đầu óc cẩn thận quan sát một hồi trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc nói kỳ quái tại sao có thể như vậy được động cơ của ngươi không có bị hủy đi bản quên vô cùng cương đại quanh thần lưu ly không rảnh theo lý thuyết đạo thần hoàn thương bởi đã ngưng tụ ra liền là kim đan thập phẩm rồi chấn nhiếp cổ kim làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này hẳn là trong ánh mắt của long hoàng bông nhận bắn ra hai đạo thần quang hẳn là cái gì? Cường Tư Nam liền vội vàng hỏi. Ta và ngươi đều biết, chín là cực hạn, 10 là viên mãn. Nhưng mà viên mãn không thể được. Hơn tự ở trong trừ thiên, vật viên mãn không còn ở thế gian. Dòng thủy đại diễn nằm mươi, thiên diện 49, luôn có địa phương không trọn vẹn. Cho nên ta nghĩ người có lẽ là kim đan thập phẩm, bất quá 10 là viên mãn. Giờ phút này quy làm một thể, hóa thành một. Tuy nhiên là viên mãn, nhưng biến mất thực hình thoại ngữ của Long Hoàng mang theo một tia thiên cơ, ẩn chứa đại đạo trí lý, Khương từ nằm nghĩ nghĩ mới hiểu rõ ra. Hôm nay Kim Đan Thần Dương sau đầu hắn, sáng chói chói mắt, tuy chỉ có một đạo thần hoàn, nhưng lại vô cùng thần dị, Phẳng phất như bày biện ra một tiên giới mênh mông, ẩn chứa đủ loại huyền ảo không cách nào nói rõ. Hơn nữa, tánh mạng bản nguyên của hắn bành trướng, quanh thân khoảng chừng hơn vạn không gian huyệt khiếu được mở ra, thần quang điểm điểm khiến cho tất cả người ta càng thêm mờ ảo và xuất trần lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần kim đàn thập phẩm sao biến mất thực hình nhưng mà hoàn vị phổ quyết cảnh dân như vậy ở thời đại thượng cổ Thân thoại chỉ sợ cũng có người đạt tới qua chưa chỉ là tuyết nguyệt lưu truyền rất nhiều chân tướng đều bị chôn vùi trong ánh mắt của khương tư nam có một tia hiểu ra đúng vậy tiểu tử kim đan thập phẩm viên mãn chỉ cảnh đã bị người tìm hiểu đến có thể nói là người dùng sinh tử đổi đấy. Quả thật thiếu niên luôn có một chỗ bốc đồng, ta già thật rồi. Long Hoàng thở dài một hơi, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn. Hắn đi theo Khương Tư Nam, một đường cho đến bây giờ, thấy tận mắt Khương Tư Nam phát triển. Hôm nay càng có thể nói là thiếu niên trí tôn, tương lai đến cùng là có thể đi đến một bước nào. Coi như là hắn cũng thấy không rõ lắm. Có lẽ hắn thật có thể đạt tới một bước kia. Có lẽ ta có hy vọng trở về rồi. Trong ánh mắt của Long Hoàng hiện lên vẻ kích động. Cương Tư Nam lại mỉm cười, đối với Long Hoàng vô cùng thanh khẩn nói. Long Hoàng tiền bối, nếu không có chu thiên thôn rồi thuật cùng ngài bảo vệ, tiểu tử con cũng không có đạt được cảnh giới như bây giờ. Lão nhân ra ngài, nhưng ngày nay bảo vệ cùng trợ giúp, tiểu tử đều khắc trong tâm khảm. Ta thề, chờ ta có đủ lực lượng, nhất định sẽ thành ngài cải tạo cơ thể. Tuy lòng hoàng cả đời vất vơ, thoạt nhìn rất là bất cần đời, nhưng mà thời gian lâu như vậy, đối với Khương Tư Nam mà nói như là thầy, như là cha. Lục trường tùy hắn ngoài miệng không khách khí, nhưng mà nội tâm lại cực kỳ cảm kích cùng kính trọng. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tiên du hòa, sau một khắc, con mắt lập tức sáng lên, thả ra tinh quang, vội vàng nhìn Khương Tư Nam cười to nói. Tiểu tử, sự tình cải tạo thân thể sau này hãy nói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Người bây giờ đặt đến pháp thiên cảnh, có lẽ có thể mở trăm hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ tư, đi xem bên trong có bảo vật gì. Long Hoàng cũng không thể chờ đợi được nữa. Trong ba không gian trước, thổ hỏa thủy tam đại bản nguyên trì lực, để cho Long Hoàng được rất nhiều chỗ tốt. Ngay cả cảnh giới đình trệ nhiều năm cũng ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Giờ phút này đối với tầng thứ tư tự nhiên cực kỳ chờ mong. Khương Tư Nam cũng trong đội tâm khẽ động, nghĩ nghĩ mà nói. Long hoàng tiền bối, ở đây nhiều người mắt tạp, bị rất nhiều đại năng vườn giả của Đại La Thiền Tông nhìn chăm chú, không phải là thời điểm mở ra tầng thứ tư của không gian kia. Chúng ta tạm thời đi ra ngoài trước đã, có hôm nay rồi lại nói. Long Hoàng nghĩ cũng phải kiểm chế xuống tâm tư hiếu kỳ. Khương Tư Nam từ trong hư không đứng lên, xung quanh tinh hà lôi hải, đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương được ngược lại lôi đình vô tận phờn quanh là một cái giới kỳ dị cực kỳ phòng gần ngoại giới dò xét bởi vậy tất cả mọi người không biết tình hình cương tư nam đột phá hắn đạp hư không và đứng tóc dài bay lên ánh mắt sáng ngời toàn thân dâng lên kim sắc thần hy sau đầu là một đạo thần giường treo cao thoát nhìn như một tiên nhân siêu phàm thoát tục hơn nữa khi tức trên thần hắn vô cùng là cường đại vậy mà trực tiếp đạt tới pháp thiên cảnh hậu kỳ phải biết rằng tu chân chiến đại thiên cảnh theo thứ tự là hậu thiên cảnh tiền thiên cảnh chân thiên cảnh pháp thiên cảnh anh thiên cảnh thông thiên cảnh vương thiên cảnh hoàng thiên cảnh cùng tôn thiên cảnh mỗi phóng ra một bước đều giống như là lên trời cho nên ở trong tu chân giới rất nhiều cương giả đến hậu kỳ muốn phóng ra một bước nhỏ cũng cực kỳ là cực khổ nhất là thời điểm đột phá đại cảnh giới không khỏi càng phải cẩn thận hơn mà Khương Tư Nam hôm nay chẳng những ngừng tụ ra thần thông kim than còn trực tiếp bỏ qua ba tiểu cảnh giới, đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ. Pháp thiên cảnh hậu kỳ sao? Cũng không biết chiến lực của ta hôm nay đến tuột cùng tăng lên tới tình trạng gì rồi. Khi tức trên thân Khương Tư Nam thủ liễm, như vừa đột phá, bảo đảm ở pháp thiên cảnh sơ kỳ không muốn quá mức trường dược. Trên đỉnh thiên đạo phong, trong hư không tinh hà cùng đôi đình cũng bắt đầu chậm rãi tàn đi khôi phục trời quang sáng sủa phảng phất như những tình hà kia cùng thần lôi kia đều là mộng ảo vân hải mờ ảo thân ảnh của khương tư nam xuất hiện trước mặt mọi người trên đỉnh tiên đạo phong phản chúng chú mục khi thân ảnh của khương tư nam mới vừa xuất hiện mọi người liền xôi trào cả lên <laughs> tiểu sư đệ bình an không việc gì xem ra đột phá pháp thiên cảnh là hữu kinh vô hiểm ta liền nói dùng tuyệt thế thiên tư của tiểu sư đệ làm sao có thể xảy ra vấn đề chứ hơn nữa tiểu sư đệ ngừng tụ Nhất định là kim đan cửu phẩm không thể nghi ngờ Dịch vi chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam Ánh mắt sáng ngời vô cùng đắc ý nói Nhưng mà sau một khắc Thanh âm của hắn im bặt và dừng lại Như là một tiên bị bóp chặt cổ họng Trong ánh mắt của dịch vi Mang theo một tia thần sắc không dám tin Nhìn về sau đầu Khương Tư Nam Chỗ đó một vòng thần dương sáng chói Phóng thế kiểm sắc thần hy Nhưng ở trên thần dương chỉ có một đạo thần hoàn le lỏi trơ trụi. Chỉ có một đạo thần hoàn à? Kim đan nhất phẩm sao? Điều này sao có thể chứ? Dịch Phi rủi rụi con mắt, phẳng phất như choáng váng. Nhìn kỹ lại, nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng chán nản phát hiện. Khương Tư Nam xác thực chỉ là ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Cái này cái này, đây là có chuyện gì vậy? Không chỉ là Dịch Phi, bên người Long Thu Nguyệt, Ngư Hoa Long, tất cả đều phát hiện ra điểm này. Cả đám trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Khương sư đệ thiên phú tuyệt thế, ít nhất cũng là kim đan thất phẩm trở lên. Nhưng mà hiện tại là chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào chỉ là kim đan nhất phẩm chứ? Ông trời thật đúng là mắt bị mù, tại sao có thể như vậy chứ? Người hoa lòng cũng là trận tròn mắt, vừa rồi còn đối với Khương Tử Nam tràn ngập tin tưởng. Nói dùng ngưng tụ ra kim đan bát phẩm cũng là ông trời mắt bị mù. Nhưng mà hôm nay ông trời thật sự mắt bị mù, hơn nữa mù cả hai. Bọn hắn nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra. Khương Tư Nam Thiên Tư nội tình, tất cả mọi người rất rõ ràng. Coi như là ngưng tụ kim đan cửu phẩm, cũng đã thuận lý thành chương. Nhưng sao mà lại là kim đan nhất phẩm được? Nhưng bên ngoài kim đan thần dương, chỉ có một đạo thần hoàn thôi. Ở tu chân giới, thần hoàn đại biểu cho phẩm chất của kim đan. Căn phản không cách nào làm bộ làm tịch, cũng không cách nào che giấu. Đoạn ký thức này xem xét liền biết cho nên Khương Tư Nam cũng không có che giấu cái gì, quả thật là ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Không chỉ là dịch vi cùng đám người lao Thu Nguyệt, tất cả đệ tử cùng trường lão của Đại La Thiền Tông cũng phát hiện điểm này đều một mảng xôn xao. Cái này cùng bọn họ lường trước căn bản là bất đồng. Tất cả mọi người chờ mong Thiên Đạo Phong lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài kim đan cửu phẩm, nhưng mà kết quả lại mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đợi 10 ngày 10 đêm, nhìn cương tư nam tu luyện chủ thiền thôn đồ thuật nhìn cương tư nam đột phá cuối cùng vạn chúng chú mục thời điểm muốn xem đến kết quả lại hết lần này tới lần khác xuất hiện chuyện quả ý muốn lão tử đã chuẩn bị xong biểu lộ khiếp sợ cùng ghen ghét người liền cho ta xem cái này năm người lập tức xôi trao cả lên khương tư nam ngay cả hư hóa long cũng có thể đánh bại hơn đơn đột phá khí tượng hùng vĩ như thế làm sao có thể chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm ông trời, người chơi ta sao? Đúng vậy nha, kim đan nhất phẩm là những người không có hy vọng tiến sai, mình ngừng tụ ra thế. Đệ tử đại la thiên tổng ta, ít nhất đều lắng ngưng tụ ra kim đan nhị phẩm. Chưa từng có người nào mà cô trọng ra kim đan nhất phẩm. Kim đan nhất phẩm này so với kim đan cửu phẩm còn muốn kỳ lạ quý hiếm hơn. Thôi đi, vậy cũng không nhất định. Trên được cường đại không nhất định có nghĩa là tiềm lực càng mạnh. Có thể ngưng tụ ra kim đan cao cấp Ta thấy tuy Khương Tư Nam này chiến lược bất phàm, nhưng mà cái này là kích phát tiềm lực đã tiêu hao hết, về sau tiêm lộ đoạn tuyệt, không còn có bất cứ hy vọng nào. Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. thần Hoàn bên ngoài kim đan là không cách nào gạt người, đã không cách nào làm bộ, cũng không cách nào che giấu, nói rõ Khương Tư Nam này xác thực là tiềm lực không được. Xem ra thiên đạo phong này muốn vui quá hóa buồn rồi. Thu một tuyệt thế thiên tài kim đan cửu phẩm nhưng lại xuất hiện một tuyệt thế phế vật. Kim đan nhất phẩm cũng chỉ là tuyệt thế phế vật mới có thể ngừng luyện ra. Khương Tư Nam này trước kia khí tượng hùng vĩ đều là gạt ngươi. Loại tuyệt thế phế vật này ở Đại La Thiên Tông ta nhất định sẽ làm cho chúng ta bị tổng vốn khác cười nhạo. Tất cả mọi người nghị luận, cơ hồ đều muốn tạc nồi, không canh nào tiếp nhận kết quả như vậy. Mặc dù có hoài nghi, nhưng cuối cùng còn lại càng nhiều lần nữa vẫn là châm chọc và khiêu khích. Thanh âm cùng biểu lộ của mọi người, Khương Tư Nam đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói, đối với tình hình như vậy, hắn sớm liền nghĩ đến. Giờ phút này chỉ lạnh lùng cười cười, không muốn đi giải thích gì. Kim đan thậm phẩm, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ sợ những người này ngay cả nghe nói qua cũng không có. Nếu cưỡng ép giải thích, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, căn bản không có người tin tưởng. Ở nữa, Khương Tư Nam cũng khinh thường đi giải thích cái gì. Chỉ cần kiên trì bản tâm, ta tự dụng mạnh tình tiến. Thời điểm đến thì sẽ cho người này nát mông. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà thong dong từ trong hư không rơi vào bên cạnh đám người dịch phi. Hắn không có nói gì. Trong ánh mắt của dịch phi, liền mang theo quan tâm, cẩn thận từng lì từng tí nói. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng thiên tư cùng tiềm lực của ngươi. Kim đan nhất phẩm thì thế nào? Coi như là kim đan nhất phẩm, vì sao thành tựu của người cũng không phải là những người này có khả năng tưởng tượng ra. Quan trọng nhất là người nhất định không nên mất đi tin tưởng, nhất định phải kiên trì. Dịch Phi cũng sợ Khương từ Nam nhận lấy đả kích trầm trọng, không cưỡng dậy nổi. Dù sao chuyện như vậy, đặt ở trên đầu của ai cũng chịu không được. Rõ ràng có hy vọng gần tụ thành kim đan cửu phẩm, nhưng mà ông trời hết lần này tới lần khác mắt bị mù, mở cái đại vui đùa. Một ý niệm từ thiên đường trời xuống địa ngục, tự vấn lòng loại chuyện này đặt ở trên đầu dịch phi hắn nhất định là cũng không cách nào tiếp nhận được đúng vậy tiểu sư đệ người anh hàn phản lần không nên vứt bỏ chúng ta đều tin tưởng vào ngươi long thu nguyệt cũng ôn nhu an ủi trong đôi mắt tràn đầy quan tâm khương sư đệ kim đan nhất phẩm cũng đại biểu không được cái gì ngươi phải kiên trì lên ông trời thật là mắt bị mù nhưng mà tu chân phốn nghịch thiên bà đi ông trời không nhận người không sao cả chỉ cần chính người tán thành mình con đường tương lai ai cũng không thể thành cười quyết định coi như là ông trời cũng không được đâu bọn người ngư hoa lâm hồng vũ cùng lưu quy nguyên nhao nhao lên tiếng an ủi trong ánh mắt mang theo chân thành và tha thiết trong lòng của khương tương nam cũng sinh ra dòng nước ấm tuy hắn cường tụ chính là kim đan thập phẩm nhưng mà cái này nghe quá rợn cả người hắn căn bản không cách nào giải thích liền chấp nhận là kim đan nhất phẩm đi. Mà những người này chứng kiến hắn từ trên thần đàn ngã xuống, cũng không có khinh thị cùng bất hoa, cũng làm cho trong lòng hắn cảm động rất sâu sắc. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người yên tâm đi, Khương từ Nam ta tự nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này, chỉ là kim đan nhất phẩm thôi mà, căn bản không cách nào dao động sự tin tưởng chân lý tu trần luyện đạo của ta. Về sau ta vẫn muốn đạp chân vào đỉnh phong của thế giới này, muốn cùng nhất vũ hóa phi thăng chắc chắn sẽ không chập luân. Khương Tư Nam khẽ cười nói, thoạt nhìn một chút cũng không để ý, cực kỳ nhẹ nhõm. Chỉ là kim đan nhất phẩm, còn dám tự dưng tuyệt thế thiên tài, còn muốn đạp chân vào đỉnh phong của thế giới này à? Quả thực là nói chuyện hoang đường viền vông. Người cả đời này cũng chỉ có như vậy. Kim đan nhất phẩm căn bản, ngay cả anh thiên cảnh cũng không thể đột phá. Ta nhìn ngươi là tuyệt thế phế vật, còn không sai đâu. Với lúc đó một thanh âm lạnh như băng khinh thường mang theo vẻ trào phúng truyền vào trong tay mọi người. Sang mặt của đám người dịch phi lập tức thay đổi, tuôn ra lửa giận vô tận. Cái tên chó chết nào đang lại nhải đấy, cút ngay ra đây cho ta. Dịch phi tính tình nóng này gầm lên giận dữ, thành âm như lôi chấn, đột nhiên nhìn về phía chỗ phát ra thành âm. Dĩ nhiên là ngươi à, chú Hảo. Dịch phi liếc thấy ra, cái thành âm kia đúng là chú Hảo phát ra, lập tức liền tức giận, chỉ vào hắn gào to chu hạo lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao ở trong thế giới dưới lòng đất nếu không phải khương sư đệ cứu ngươi người đã sớm bị ma tộc thịt rồi hôm nay chứng kiến khương sư đệ chỉ ngưng tụ cho kim đan nhất phẩm còn ném đá xúc giếng nói nàng lỗ mãng xịt phi tán nhất định thật sự là nhầm nhìn ngươi rồi long thu nguyệt cũng dùng đôi mắt hàm xương nhìn chu hạo lạnh lùng nói chu hạo đêm như ngươi còn dám vũ nhục khương sư đệ tin bà cô ta cắt đầu lưỡi của ngươi ném cho chó ăn hay không Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong, Lưu Quỳnh Nguyên cũng sắc mặt khó coi, nhào nhào tiến lên tiếng quát lớn. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều từng trung hoàn nạn, còn được Cương Tư Nam ân huệ hỗ trợ. Hôm nay Chu Hạo nói nàng lỗ mãng để cho người ta khinh thường. Chu Hạo phảng phất như có chút sợ dịch phi cùng Long Thu Nguyệt, nhưng nghĩ tới ở trước mắt mọi người, bọn hắn cũng không thể làm gì mình, chỉ lạnh lung cười cười nhìn thẳng Cương Tư Nam. Cương Tư Nam Người cái tên phế vật này Nếu không phải may mắn có được đại đa thiền lệnh Làm sao có thể đi vào đại đa thiên tông ta Hôm nay chẳng lẽ chỉ dám trốn Ở sau lưng người ta Không dám bước ra rồi sao Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng Trên khuôn mặt không có một tia giận dữ Cất bước đi ra Một thân bạch y trắng như tuyết Khi chất xuất trần Không có việc gương tụ cho kim đàn nhất phẩm Mà lộ vẻ chán hẳn chút nào chu Hảo Xem ta chỉ gương tụ kim đan nhất phẩm ngươi liền không thể chờ đợi được, muốn đi trạc cắn một miếng phải không? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không cách nào trèo đến đỉnh phong? Tu thành đại đạo kể chứ Khương tư nam ta chỉ biết, tu trần luyện đạo, tâm tính dẫn đầu. Ta tự dũng mãnh tỉnh tiến, chỉ là kim đan nhất phẩm mà thôi, làm sao bị ta để ở trong lòng chứ? Khương tư nam một bước một lời, mang theo một loại khí chất lạnh nhạt thong dong phẳng phất như dưới chân có thiên địa đại thế ngưng tụ khí tức bàng bạc này dù cách rất xa, chú Hạo cũng có một loại cảm giác tìm đập thình thịch. Đến cuối cùng, ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Còn nữa, dù Khương Tư Nam ta cuộc đời này không cách nào đột phá, đó cũng là chuyện của ta. Cùng ngươi có quan hệ chó gì, cần người đây sủa sủa sao? Vốn đang gửi dịch phi, còn có chút lo lắng. Giờ phút này nghe vậy thì cười to. Dịch phi vỗ vỗ bảo vai Khương Tư Nam, cười nhẹ nói. Tiểu sư đệ nói không sai, ngưng tụ thành loại kim đan phẩm chất nào liên quan gì đến ngươi? Giờ phút này trên đỉnh thiên đạo phong, tất cả đệ tử còn không có tàn đi. Từ khi cương tư nam được chứng thực ngưng tụ kim đan nhất phẩm, ánh mắt của những người này liền thay đổi, trông có chút vì diệu. Những người này phần lớn cũng như chủ hạo, cương tư nam ngươi làm cho động tĩnh lớn như vậy, nam là tình hà lại là đôi hải, kết quả đến cuối cùng đều là hư dấu thôi người bất quan là tuyệt thế phế vật, chỉ có thể ngưng tụ kim đàn nhất phẩm. Có tư cách gì ở trong đại la thiên tông hồ phong hoán vũ chứ? Tất cả mọi người không nói gì, thân sắc thì khác nhau, chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát chu hạo cùng Khương Tư Nam đối chọi gai gắt. <laughs> người ngưng tụ kim đàn nhất phẩm, tự nhiên không có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng lại quan hệ lệ uy nghiêm của đại la thiên tông ta. Ta thân là một phần tử của Đại La Thiên Tông, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi. Chú Hạo một bộ nghĩa chính ngôn từ nói, phảng phân như thật sự, đang suy nghĩ vì Đại La Tiên Tông. Khương Tư Nam người gia nhập Đại La Tiên Tông, bất quá chỉ mấy tháng, lên hồ phòng hoán phũ, mà phèn bấy bận, làm ra đại động tĩnh, để cho tất cả mọi người nghĩ lầm người là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà chẳng cho tới hôm nay, rốt cuộc, để cho người xem rõ ràng diện phục thật của người. Người bất quá là một tên phế vật, chỉ có thể ngưng tụ kim đàn nhất phẩm mà thôi. Phải biết là đại la thiên tông ta hơn vời vạn ngoại môn đệ tử, coi như là đứa kém nhất cũng có thể ngưng tụ kim đan dị phẩm. Kim đan nhất phẩm quả thật là chưa từng nghe thấy, so với kim đan cửu phẩm còn muốn kỳ lạ và quý hiếm hơn. Thư hỏi tu chân đồng môn trong thiên hạ sẽ nhìn đại đa thiên tông ta thế nào? Chúng ta vậy mà thu một phế vật kim đan nhất phẩm vào làm bôn hạ, còn là thành chân truyền đệ tử nữa chứ đây quả thực là thiên hạ chê cười. Đại là thiên tông ta tất nhiên sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ, mà hết thảy đều là vì ngươi, cường từ nam. Thanh âm của chú Hảo to mà khẩn thiết, tàn trong một tia thần thông thẳng vào nhân tâm. Lời này vừa nói ra rất có trí lý, phẳng phất như thật là đại la thiên tông suy nghĩ, để cho mọi người đều không thể không tự vấn. Chú Sư Huỳnh nói không sai, loại tuyệt thế phế vật kiêm đan nhất phẩm này số tiền ở đại la thiên tông chúng ta chúng ta nhất định sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ phải đấy tư chất như vậy còn dám hồ phòng hoán vũ nếu không phải là y vào mình đã được nhận là đại la thiên lệnh loại người này chỉ sợ ngay cả cửa của đại la thiên tông ta cũng vào không có được có người có chút kèn ghét nói theo nhưng mà cương sư huynh chiến lược siêu tuyệt ngay cả ngư sư huynh cũng không phải đối thủ kim đan nhất phẩm chỉ sợ không có thể đại biểu cho cái gì. Cũng có người bị Khương Tư Nam giải thích. Thôi đi, ai biết hắn dùng bảo vật gì và đánh bại người sư huynh. Người phải biết rằng thiên đạo phòng dịch thái thượng trưởng lão còn có một ngoại hiệu, biết rõ tên gì không, đa bảo tạo nhân. Tùy tiện ban cho hắn phải bón bảo vật, cư sư huynh sao là đối thủ của hắn chứ? Đúng vậy, tuyệt thế với vật như vậy nên đuổi ra khỏi đại đa thiên tông ta thôi. Tất cả mọi người nghị luận nhào nhau, nhau ở dưới chu hạo như có như không giận đạo cơ hội bắt đầu nghi vấn khương tư nam trong cuốn từ cũng có rất nhiều bất kính thời điểm ngươi là thần long trên đời kính ngưỡng thời điểm ngươi từ trên chín tầng trời rơi xuống biến thành trùng tất cả những người đã từng kính ngưỡng ngươi sẽ không ngại dẫm người thêm mấy cái cái này gọi là nhận tính khương tư nam bỗng nhiên nghĩ tới lúc còn nhỏ xa xa khương viễn sơn từng nói qua hiện tại xem ra thật đúng là vô cùng chuẩn xác các người nói bậy nói bạ cái gì đó dù tiểu sư đệ chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm tương lai thành tựu cũng không phải các ngươi những cái tên phế vật này có khả năng tưởng tượng ra còn dám chửi bới tiểu sư đệ lão tử liền không khách giáo đâu dịch phi thét lớn thanh âm như thiên đôi cổ đáng chấn đất bằng tay của người ta rung động để cho tất cả mọi người rùng mình <laughs> dịch sư huynh hắn đang gây cho rằng dùng sức một mình người có thể là ngăn miệng thiên hạ sao Cương Tư Nam đã bị chứng minh là tuyệt thế phế vật. Người như vậy không xứng ở trong Đại La Thiên Tông ta, phải phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Đại La Thiên Tông. Chu Hạo đành lùng cười cười, nghệ chính ngôn tử đứng ra nói. Dịch Phi còn muốn nói cái gì đó, lại bị Cương Tư Nam ngăn lại. Hắn cho Dịch Phi một ánh mắt yên tâm, liếc nhìn Chu Hạo, nhàn nhạt, nhạt, nói. Chu Hạo, ngươi dựa vào cái gì mà nói, kim đàn nhất phẩm là tuyệt thế phế vật. Người có tư cách gì mà nói kim đan nhất phẩm nhất định không bằng kim đan cao cấp. Chu Hạo phẳng phất, nhưng nghe được một chuyện cười, cười lên ha hả, mang trên mặt vẻ trào phúng nồng đậm nói: Kim đan cầu phẩm từ xưa đến nay đã chú định, kim đan nhất phẩm vĩnh viễn là không cách nào đột phá anh thiên cảnh, tiền độ đoạn tuyệt không có bất kỳ hy vọng, trên thực kém cùng cảnh giới vạn dặm. Phế vật như vậy, giữ lại lãng phí lương thực. Đây là sự tình từ xưa đến giờ vô số tiền bối xác nhận hẳn là ngươi cho rằng người so với những tiền bối kia còn muốn lợi hại hơn phải không một câu nói thôi khiến mọi người rung động khương tư nam cười nhàn một tiếng chậm rãi nói chu Hạo, không biết người ngừng tụ kim đan phẩm chất gì hiện tại lại là tu vi bực nào chu Hạo sững sờ không biết khương tư nam hỏi như vậy là có dụng ý gì nhưng vẫn cười ngạo kể khi thức toàn thân bàng bạc như núi lửa bộc phát khí thế khổng lồ để cho mọi người xung quanh đều có chút sắc mặt trắng phát, vội vàng lùi ra phía sau. Ở sau đầu của hắn, một vòng kim đan bay lên, phía trên vần quanh lấy bảy đạo thần hoàn sáng chói, phong ra phản đạo quang mang cực kỳ thần dị. Tuy chu hạo ta không chịu nổi, nhưng cũng là kim đan thất phẩm. Hôm nay, tuy còn chưa leo lên nội môn địa sát bạc, nhưng mà ở trước đó không lâu đột phá đến pháp thiên cảnh phiền mãn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lúc đi thế giới dưới lòng đất lịch lãm chú Hạo vẫn chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ. Xem ra mấy ngày nay, tu vi lại có tăng lên, tranh không được nắm chắc đi ra nhảy đáp. Kim đàn thất phẩm, pháp thiên cảnh phiền mãn, tu vi của chú sư Huỳnh xác thực là bất phàm. Khương Thư Nam cười nhàn một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hào quang sáng chói, thành gầm cũng trở nên sắc bén. Chú Hạo, nếu ta có thể thắng ngươi, có phải có thể nói chú Hạo ngươi mới là phế vật tuyệt thế hay không? Chiến thắng ta, Chu Hạo nhìn không được cười rộ lên, vẻ mặt như là nhìn thằng ngu nhìn Khương Tư Nam. Dù Khương Tư Nam chiến lược bất phàm, Trần Thiên Cảnh viên mãn có thể vượt qua đại cảnh giới, chiến thắng ma tộc có thể so với Pháp Thiên Cảnh, thậm chí ngay cả Ngư Hoa Long cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Chu Hạo đã đặt đến Pháp Thiên Cảnh viên mãn, toàn vẹn so với hắn cao hơn bốn tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Chu Hạo gần tụ kim đan thất phẩm, thiên tử bất phàm, thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kín đôi tay còn nhìn là cường giả anh thiên cảnh cũng có thể địch ngang tay nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn